phải nhận những đòn rất nặng tới từ đại diện chủ nhà Thanh Hùng. Nhưng vừa rồi là tình huống mà Quang Vinh đã khiến Thanh Hùng bị loạng choạng với một đòn tay chính xác của đấng vòng vào phần hàm của đối thủ, và Quang Vinh đã phải ôm ghi. Tiếp tục là một cú đá vòng loạng choạng rồi, Quang Vinh đã không còn khả năng thi đấu nữa rồi. Đến từ Đà Nẵng nữa, vâng ạ, và hy vọng rằng quý vị sẽ cổ vũ các võ sĩ của chúng ta thật nhiều. Và quý vị, trận đấu thứ 10 hạng cân 60kg của nam giữa võ sĩ khóc đài đỏ Vũ Quang Vinh và võ sĩ khóc đài xanh Dương Thanh Hùng. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón võ sĩ khóc đài đỏ xuất hiện, võ sĩ Vũ Quang Vinh. Ngay bây giờ, võ sĩ khóc đài màu xanh, võ sĩ đến từ Đà Nẵng, võ sĩ Dương Thanh Hùng. Dương Thanh Hùng, tiếp tục là một trận đấu đáng được chờ đợi nữa giữa hai võ sĩ ở góc đài đỏ là Quang Vinh và võ sĩ Thanh Hùng ở góc đài xanh. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu thứ 10 ở hạng cân 60kg nam đã bắt đầu. Và đã có đòn tay rất nặng tới từ võ sĩ Dương Thanh Hùng của Đà Nẵng. Rất nhanh chóng thì Thanh Hùng sau thoáng chốc loạn choạng, anh đã cố gắng để lấy lại thăng bằng. Nhưng vào lúc này thì ưu thế trong tình huống replay đang thuộc về phía Dương Thanh Hùng. Chính xác là Vũ Quang Vinh, là võ sĩ đang nằm dưới và gặp bất lợi trong tình huống bị takedown bởi Dương Thanh Hùng này. Khởi đầu với một đòn tay với một cú đấm vòng chính xác, sau đó là một đòn take out đến từ Thanh Hùng, một đòn take down chưa thể mang lại được lợi thế cho võ sĩ ở góc đài màu xanh thì Quang Vinh đang là người chiếm lĩnh ưu thế. Khi bước lên sân lồng bát giác, hai võ sĩ sẽ phải đối mặt với sức ép về mặt tâm lý rất lớn. Và như vậy là vào lúc này thì Quang Vinh đã thoát ra khỏi được tình huống thách đao của đối phương. Đó là một cú đấm vòng, một cú phản đòn đến từ Thanh Hùng. Không khí ở cung thể thao Tiên Sơn đang rất nóng. Võ sĩ trẻ hơn, đó là Vũ Quang Vinh sinh năm 2000, đang gặp nhiều bất lợi trước tay đấm có nhiều kinh nghiệm của Đà Nẵng Dương Thanh Hùng. Ưu thế về mặt tâm lý, về mặt khán giả đang thuộc về Thanh Hùng, và anh cũng là người có những đòn đánh hiệu quả hơn kể từ đầu trận. Một cú inside low kick. Đây là hai võ sĩ đại diện cho những võ sĩ có lối đánh là striker, với rất nhiều những đòn đánh đứng. Tiếp tục là một cú inside low kick. Chúng ta cần phải dành lời khen ngợi cho khả năng chịu đòn tới từ Vũ Quang Vinh. Quang Vinh đã phải nhận những đòn rất nặng tới từ đại diện chủ nhà Thanh Hùng. Nhưng vừa rồi là tình huống mà Quang Vinh đã khiến Thanh Hùng bị loạng choạng với một đòn tay chính xác của đấng vòng vào phần hàm của đối thủ. Một pha dồn lực vào một cú đấm vòng của Thanh Hùng, tuy nhiên cú đấm hụt đó đã khiến cho anh bị loạng choạng ở trên sàn đấu. Rất may là Quang Vinh không tận dụng được lợi thế đó. 10 giây cuối cùng của hiệp 1, hiệp đấu chứng kiến sự cân tài cân sức. Mỗi võ sĩ đều đã có những thời điểm của riêng mình, và chúng ta sẽ còn được chờ đợi thêm rất nhiều diễn biến hấp dẫn khác trên lồng bát giác tại cung thể thao Tiên Sơn
giữa hai võ sĩ Vũ Quang Vinh và Dương Thanh Hùng ở hạng cân 60kg của nam. Chúng ta tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai diễn ra giữa hai võ sĩ Quang Vinh và Thanh Tùng. Trận đấu của những võ sĩ đánh đứng standing luôn tạo ra sự hấp dẫn nhất định với những đòn thế bằng tay và chân, tạo ra một không khí đầy sôi động trên các khán đài. Ở trong hiệp một, cái võ sĩ đã có đòn tay rất nặng và đầy chính xác về phía nhau. Tiếp tục là một cú đấm bằng tay trái chính xác nữa tới từ Vũ Quang Vinh. Ở bên ngoài, bàn luyện của Quang Vinh đang cầu anh thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Thanh Tùng vẫn đang trung thành với những cú inside low kick của mình. Những cú low kick vào phần trong của bắp chân sẽ khiến cho những vết thương âm ỉ và khiến cho các võ sĩ khó có thể tiếp tục ở những hiệp thi đấu tiếp theo. Nhưng vào lúc này thì Thanh Hùng tung nhiều đòn chân hơn, nhưng vấn đề là Quang Vinh là người hiệu quả hơn với những đòn tay. Khả năng di chuyển của Thanh Hùng là khá tốt. Anh cố gắng để tạo ra khoảng cách, không để áp sát, bởi Quang Vinh võ sĩ đang có được lợi thế với những đòn tay uy lực. Cả hai cú jab đều trúng đích của cả Quang Vinh lẫn Thanh Hùng. Quang Vinh cố gắng áp sát, nhưng rõ ràng Thanh Hùng là người không phải không có kinh nghiệm. Võ sĩ sinh năm 1991 đang di chuyển liên tục và sử dụng những cú low kick để gián tiếp tạo ra khoảng cách. Hai kick rất hay tới từ Dương Thanh Hùng. Bất ngờ với một loạt cú low kick thì Thanh Hùng lại tung ra cú high kick vào thẳng vùng mặt của đối phương. Buộc phải takedown, Quang Vinh đang chọn giải pháp ôm siết để có thể giảm đi nhịp độ của trận đấu. Những tình huống mà Thanh Hùng đã có được những đòn đánh trúng đích và đầy sức nặng. Sau một cú high kick chính xác thì đó là một cú đấm vòng và Quang Vinh đã phải ôm ghi. Tiếp tục là một cú đấm vòng, lại chọn rồi. Quang Vinh đang không còn khả năng thi đấu nữa rồi. Liệu rằng Quang Vinh có thể đứng vững được nữa hay không? Trận đấu còn 20 giây nữa mới kết thúc. Và như vậy là trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu. Đó là một chiến thắng bằng knockout kỹ thuật. Hai đại diện của Đà Nẵng ngày hôm nay đều có chiến thắng bằng knockout. Và họ đều giành những chiến thắng với những pha xử lý rất nặng bằng combo đòn của Vinh. Ngày hôm nay Dương Thanh Hùng đã có phần lép vế một chút trong hiệp 2, nhưng sau đó ở khoảnh khắc quyết định, bắt đầu bằng cú high kick chính xác của mình, anh đã tạo ra ưu thế quá lớn và sau đó là những cú đấm vòng cực nặng của anh để hạ gục đối thủ Vũ Quang Vinh. Bắt đầu bằng một cú high kick chính xác vào vùng mặt và sau đó là một cú đấm vòng chính xác bằng tay phải. Thanh Hùng đã kết thúc trận đấu ở hiệp thi đấu thứ hai. Đó là một chiến thắng bằng knockout kỹ thuật khi trọng tài đã phải dừng trận đấu. Nếu như Quang Vinh tiếp tục thi đấu thì có thể anh sẽ dính những đòn chấn thương nặng hơn. Xin chúc mừng cho Thanh Hùng ở góc đài xanh.
Vâng thưa quý vị, thế thì chúng ta có thể thấy rằng sự ủng hộ, sự cổ vũ của khán giả nó tác động mạnh đến các võ sĩ như thế nào. Và tiếp tục là một võ sĩ nữa đến từ Đà Nẵng lại có một chiến thắng knockout kỹ thuật. Xin được chúc mừng võ sĩ đã giành chiến thắng, võ sĩ góc đài màu xanh Dương Thanh Hùng. Quang Vinh, bạn không có việc gì phải buồn cả. Bạn đã rất là cố gắng rồi và chúng tôi có những khoảnh khắc, có những thời điểm bạn đã giành được chủ động trong trận đấu này.